sân khấu khoảnh khắc rực rỡ tuần này chào đón sự xuất hiện của diễn viên Hiếu Hiền. Những khoảnh khắc rực rỡ trong sự nghiệp sẽ lần đầu được kể cùng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Anh còn nhớ hôm đó là hơn 6.000 người ở tại cái trường đó. Khi MC đứng ở ngoài giới thiệu và bây giờ sẽ là một tiết mục mà tất cả mọi người rất là mong đợi. Chúng ta sẽ đến với một tiểu phẩm hài của nữ tràng hài Kim Ngọc và một nhân vật rất dễ thương và không thể nào thiếu được trong bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc. Lúc đó chưa nói tới tên mình thôi là em cứ tưởng tượng là bao nhiêu cái tiếng của khán giả mà la lên đó. Tới hồi lúc đó thì anh mới quay qua nhìn mẹ, cái mẹ mới làm đưa ngón tay lên. Mẹ hiểu được là cái hiệu ứng của khán giả thương mình được cái nào. Tất cả sẽ có trong tập 59 chương trình Khoảnh Khắc Rực Rỡ, được phát sóng vào lúc 19:35 tối thứ tư ngày 10 tháng 5 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.